Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nam mạng. Thưa quý vị, cuộc đời Ất Sửu có nhiều biến động, thay đổi. Dù đã có một cuộc sống sung sướng, ổn định, nhưng sóng gió có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Bản mệnh cần chủ động và có sự phòng bị để giải quyết vấn đề một cách suôn sẻ nhất. Cụ thể, vận thế cuộc đời Ất Sửu nam mạng sinh năm 1985 sẽ được phân tích luận đoán chi tiết sau đây. Mời quý vị chúng ta hãy cùng đón xem và chiêm nghiệm. Gia chủ Ất Sửu nam mạng sinh năm 1985 có cung mệnh thuộc cung Tốn trực kiên, mạng hải trung kim, vàng dưới biển, khắc bình địa mộc, con nhà bạch đế phú quý, xưng con trâu, tướng tinh con chó. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm cuộc đời nam mạng Ất Sửu thông qua bài thơ sau. Ất Sửu số mạng cuộc đời, bà con hàng họ chẳng chờ chẳng trông, anh em xung khắc chẳng gần, người dân giúp đỡ thích thân chẳng nhờ. Phụng thờ của quý có duyên, lợi danh được chút hão huyền mà thôi. Tánh người chân chánh thật thà, làm ơn cho bạn sau mà phản ngay. Bạc tiền trợ giúp hỏi vay, ăn rồi lấy dao trở tay đâm mình. Bụng người cũng có tánh linh, nghĩ ai thì thiệt, có tình chẳng sai. Số phải tu niệm ăn chay, không thì khổ não bị mang giam cầm. Tổng quan, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 là những người làm việc chăm chỉ, cần cù và không ngừng cố gắng nỗ lực. Khi đã đặt ra mục tiêu, họ cố gắng phấn đấu đến cùng. Một khi chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Những người này thậm chí không cho phép mình chìm vào cuộc sống an nhàn, hưởng thụ. Khi người khác nghỉ ngơi, họ vẫn tiếp tục làm việc với hy vọng sự nỗ lực của mình sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Cuộc đời Ất Sửu có nhiều biến động, thay đổi. Dù đã có một cuộc sống sung sướng, ổn định, nhưng sóng gió có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Điều đó không quá lo lắng khi Ất Sửu có khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh. Dù trong tình thế nào, họ cũng dễ dàng làm chủ được cuộc sống của mình. Bản mệnh có thể đem theo bên mình pháp khí, bát bảo tâm kinh của nhà Phật để hỗ trợ cho mình. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999, mặt trước chính là biểu tượng của bát bảo của nhà Phật. Mặt sau khắc chú bát nhã tâm kinh. Khi mang theo vật phẩm này bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc suôn sẻ thuận buồm, sức khỏe an khang, có vận hạn đau ốm sẽ được giảm nhẹ, tai qua, nạn khỏi. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy công năng tối đa tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Tình duyên, Ất Sửu là những người có vẻ ngoài khá nhút nhát, điềm tĩnh, nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp. Khi yêu, họ không biết cách thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết. Điều đó khiến họ dễ đánh mất đi một nửa của mình và bị cho là kẻ vô lương tâm, hở hững. Sinh tháng 5, 6, 9 âm lịch, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và đáng nhớ. Tuy nhiên, do quá vội vàng mà hai bạn chưa có thời gian tìm hiểu nhau kỹ lưỡng, dẫn đến sự mâu thuẫn và đổ vỡ trong tình cảm. Hãy chờ đợi và mở lòng thêm một lần nữa để đón nhận tình yêu đích thực trong tương lai. Sinh tháng 1, 2, 7, 10, 11, 12 âm lịch. Vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhút nhát, dễ khiến Ất Sửu dễ bị hiểu lầm, là người vô tâm, hời hợt. Hãy chút bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, thay vào đó Ất Sửu nên quan tâm, chăm lo nhiều hơn đến người bạn đời của mình. Sinh tháng 3, 4, 8 âm lịch. Những người tuổi Ất Sửu sinh tháng này có đường tình duyên khá may mắn, thuận lợi. Bạn sớm tìm được ý chung nhân của mình và xây dựng cuộc sống gia đình hòa hợp, hạnh phúc. Gia đạo công danh, là một người biết nhường nhịn, ứng nhân xử thế nên Ất Sửu luôn biết cách dĩ hòa vi quý với mọi người. Gia đạo không hoàn toàn hòa hợp, yên ấm, đôi lúc vẫn xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Tuy nhiên với sự khéo léo, Ất Sửu biết cách dung hòa mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình. Trên con đường xây dựng sự nghiệp, Ất Sửu gặp khá nhiều khó khăn trở ngại. Bởi vậy, dù rất cố gắng phấn đấu nhưng thành công thường đến muộn với họ. Phải từ năm 32 tuổi trở đi, công danh sự nghiệp mới sáng lạng, phát triển hơn, tuy nhiên vẫn chưa thể ổn định vững chắc. Thời gian này có thể xảy ra những biến động và thay đổi về công việc, nhà cửa. Càng về sau, tài lộc càng dồi dào, sự nghiệp thăng tiến. Để tương trợ cho vận trình, gia đạo công danh luôn được bình yên, thuận lợi, phát triển. Nam chủ Ất Sửu nên thỉnh đeo vòng tam hợp tỵ dậu sửu. Đây chính là vật phẩm có tác dụng chiêu tài, nạp phúc cực mạnh, giúp chiêu đón quý nhân, hòa hợp các mối quan hệ xung quanh thân chủ, đem lại tài lộc và vượng khí cát lành. Vòng tam hợp tỵ dậu sửu được làm từ gỗ huyết long,
So với những loại gỗ khác, khi vừa chế tác xong thì có mùi rất thơm, nhưng nó sẽ phai nhạt theo thời gian và dần sẽ hết mùi. Còn đối với loại gỗ này thì khi chế tác thành những chiếc vòng tay sẽ không hề có mùi thơm. Nhưng khi đeo một thời gian, được tiếp xúc với ánh sáng, mồ hôi và hơi người thì chúng bắt đầu tỏa hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, tạo cảm giác rất dễ chịu cho người đeo. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp cùng với 3 viên đá mã não màu đỏ có khắc hình linh vật tam hợp, tỷ, dậu, sửu. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tay tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tuổi hợp làm ăn, tuổi Ất Sửu nếu hợp làm ăn thì đó là những tuổi Tân Mùi, Ất Sửu, Mậu Thìn. Hợp tác với những tuổi này chắc chắn công việc sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi, đạt hiệu quả cao và gặt hái được thành công. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với những người tuổi Kỷ Mùi, Quý Mùi, Đinh Sửu, Tân Mùi, Mậu Thìn, Ất Sửu, cuộc sống sung túc đủ đầy, không lo thiếu thốn, không những công danh sự nghiệp gặp thêm nhiều may mắn mà đường tình duyên cũng đẹp mỹ mãn thuận lợi. Kết hôn với các tuổi Canh Thân, Đinh Mão, Quý Dậu, cuộc sống ổn định, không mấy dư thừa nhưng cũng không phải chịu cảnh thiếu thốn khổ sở. Vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Kết hôn với tuổi Tân Tỵ, Canh Ngọ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi, Giáp Tý, Quý Hợi, cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, cãi vã. Ất Sửu cần phải bình tĩnh, quan tâm và chia sẻ với người bạn đời của mình nhiều hơn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Vào những năm 17, 23, 24, 35, 41, 47, 53 tuổi, Ất Sửu không nên tiến hành những việc trọng đại như ăn hỏi, cưới vợ, bởi đó là những năm vận mệnh kém may mắn, không phù hợp để xây dựng gia đình. Ất Sửu đa số là những người thật thà, nhút nhát và tốt bụng. Họ luôn được mọi người xung quanh yêu quý và sự chân thành của mình. Sinh vào các tháng 1, 5, 9, 10, 11 và 12 âm lịch, Ất Sửu sẽ có đời sống tình cảm phong phú và có nhiều biến động. Tuổi Đại Kỵ, hai tuổi kỵ nhau thì sự kết hợp ấy không những không mang lại hiệu quả mà còn gây nhiều khó khăn trắc trở cho nhau. Dù trên phương diện hợp tác, làm ăn hay kết duyên, Ất Sửu nên tránh những tuổi Đại Kỵ, đó là Canh Thân, Bính Dần, Nhâm Tuất, Mậu Dần, Giáp Tuất để mọi thứ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi hơn. Năm khó khăn nhất trong cuộc đời, những năm 22, 26, 28, 31, 34 tuổi, Ất Sửu phải trải qua vô vàn khó khăn, thậm chí là nguy hiểm. Công việc làm ăn gặp trục trặc, khiến cho tinh thần hoang mang, căng thẳng. Muốn giải quyết được, Ất Sửu cần phải tìm đến sự trợ giúp của người thân, gia đình, bạn bè. Khi vượt qua giai đoạn khó khăn thì công việc sẽ lại ổn định và phát triển thăng tiến hơn trước. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, chọn ngày giờ đẹp để tiến hành công việc quan trọng là một trong những yếu tố tăng thêm may mắn, giúp công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, những người tuổi Ất Sửu nên xuất hành vào giờ chẵn, ngày lẻ, tháng chẵn, diễn biến từng năm, từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Bước đầu xây dựng sự nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trắc trở. Trong khoảng thời gian này, không nên mạo hiểm đầu tư vào những lĩnh vực chưa am hiểu sâu sắc. Ất Sửu chỉ nên tập trung vào lĩnh vực chuyên môn để đạt được hiệu quả cao hơn. Từ năm 25 tuổi đến năm 30 tuổi, tình duyên có nhiều khởi sắc, đôi lứa yêu nhau say đắm, sớm xây dựng cuộc sống gia đình, công việc ổn định, không gặp phải nhiều trở ngại. Từ năm 30 đến năm 35 tuổi, trong khoảng thời gian này, có một số biến động, thay đổi về công việc hoặc nhà cửa. Ất Sửu không nên quá lo lắng, bởi may mắn những biến động này diễn ra theo chiều hướng tích cực. Từ năm 35 tuổi đến năm 42 tuổi, năm 35 tuổi sẽ gặp một số khó khăn rắc rối trong công việc. Ất Sửu cần phải bình tĩnh, tỉnh táo vượt qua. Từ 36 tuổi đến 42 tuổi, cuộc sống ổn định, tình duyên thuận lợi, gia đình hòa hợp, hạnh phúc, vợ chồng son sắt, thủy chung. Từ 42 tuổi đến 45 tuổi, tuổi 42 tài lộc thịnh vượng, tiền vào như nước. Nếu có dự định đầu tư lớn, Ất Sửu nên thực hiện trong khoảng thời gian này, chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành công. Tuổi 43 sự nghiệp thăng tiến, nhưng cần đề phòng những vấn đề về sức khỏe. Thường xuyên thức đêm, ăn uống không đều đặn, làm việc quá sức khiến cho tình trạng sức khỏe của Ất Sửu ngày càng giảm sút. Tuổi 44, 45 có cuộc sống khá an nhàn, sung sức. Mọi thứ đều diễn ra như ý muốn. Từ 46 tuổi đến năm 50 tuổi, trong khoảng thời gian này, cuộc sống của Ất Sửu có nhiều biến động, làm việc gì cũng phải thận trọng, cảnh giác. Tuổi 46 cần đề phòng bệnh cũ tái phát, không nên chủ quan, coi thường bệnh nhẹ, nếu không sẽ gây nên những biến chứng về sau.
Tuổi 47 gặp nhiều chuyện buồn phiền, mối quan hệ giữa người thân trong gia đình bị rạn nứt. Khoảng thời gian này Ất Sửu cần phải bình tĩnh, tránh nóng nảy khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng. Tuổi 49-50 đề phòng mất tài sản, bị kẻ xấu lừa gạt. Từ 50 tuổi đến năm 55 tuổi, công việc sự nghiệp đã ổn định nhưng sức khỏe lại giảm sút nghiêm trọng. May mắn, trong thời gian này, Ất Sửu nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo của người thân, gia đình. Vì vậy, tình trạng sức khỏe sớm được cải thiện và ổn định trở lại. Từ 55 tuổi đến 60 tuổi, khó khăn, trắc trở đã đi qua. Đây là khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống an nhàn. Ất Sửu nên trút bỏ những mâu thuẫn trong lòng mình với những người đã từng xảy ra tranh chấp. Cung tình duyên gặp nhiều thuận lợi, gia đình hòa thuận, có nhiều niềm vui mới. Thưa quý vị, trên đây là tử vi chọn đời năm mạng Ất Sửu sinh năm 1985. Để biết thêm tử vi chọn đời của các tuổi khác, mời quý vị ghé thăm và ấn vào đăng ký kênh để nhận được những thông tin tử vi hữu ích. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng, tình yêu và mãnh liệt hơn trong cuộc sống của mình quý vị nhé, để chúng ta có thể thu vén được thành công. Xin mến chào!